Ngày 18 tháng 4, tại Hà Nội, tọa đàm quản lý chất lượng dịch vụ tại khu vực 3 đã được Phòng Quản lý Chất lượng, Khối Vận hành Vietinbank tổ chức dành cho 22 chi nhánh tại khu vực Hà Nội. Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Trần Thị Minh Đức, Giám đốc Khối Vận hành, hàm Phó Tổng Giám đốc Vietinbank cho biết, công tác quản lý chất lượng dịch vụ luôn được ban lãnh đạo Vietinbank chú trọng, quan tâm. Để quản lý và kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, thời gian qua, Vietinbank đã áp dụng nhiều công cụ để thúc đẩy, triển khai, theo dõi và đánh giá các hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, Vietinbank đã thúc đẩy triển khai các công cụ để đánh giá chất lượng dịch vụ như chuyển đổi và đánh giá hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, khảo sát sự hài lòng của khách hàng qua điện thoại, chương trình khách hàng bí mật, cam kết chất lượng dịch vụ, giám sát camera tại chi nhánh, v.v. Bà Trần Thị Minh Đức nhấn mạnh, buổi tọa đàm được tổ chức để cùng điểm lại những kết quả đã đạt và chưa đạt trong quá trình đánh giá hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ tại Vietinbank nói chung và tại từng chi nhánh nói riêng. Từ đó, xác định các công việc cần thực hiện để khắc phục một cách nhanh chóng nhất nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ của Vietinbank, đảm bảo được chất lượng dịch vụ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Giám đốc Khối Vận hành Vietinbank đề nghị các đại biểu tham dự tọa đàm thẳng thắn trao đổi các ý kiến và cùng đóng góp các giải pháp để giải quyết, tháo gỡ vướng mắc tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tại các chi nhánh. Buổi tọa đàm đã diễn ra trong không khí sôi nổi và thẳng thắn. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và nêu lên các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng dịch vụ từ trụ sở chính cho đến các chi nhánh. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.